Chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube bên em. Và bộ đầu giải mã DE9 hiện nay đang rất là hot. Bên em vừa mới đăng sản phẩm cách đây vài ngày thôi đã được anh em ủng hộ rất là nhiều. Một thiết bị rất quan trọng để giúp chúng ta chuyển đổi âm thanh ra tín hiệu tốt hơn, sắc nét hơn, rõ ràng hơn so với việc chúng ta sử dụng những bộ đầu chuyển đổi thông thường. Và DA9 là bộ đầu giải mã các nhá, và khác xa so với những bộ chuyển đổi thông thường rất nhiều. Anh em lưu ý giúp em. Và hiện tại bộ đầu giải mã DA9 bên cửa hàng em đang có 3 tông màu cho anh em lựa chọn: phiên bản màu xám, phiên bản màu trắng và phiên bản màu đen. Và tất cả thì nó giống nhau, kể cả về giá thành cũng như là hình thức bên trong. Chỉ khác một chút là màu mè hay là hình thức màu nó khác thôi. Nhưng mà nếu các bác anh em chọn lựa bộ sản phẩm nào cũng được. DA9 đến từ Việt KTV là một đơn vị hàng đầu về thiết bị nghe nhìn. Đây là dòng sản phẩm chính hãng. Cùng với em review lại một lần nữa về cái dòng sản phẩm đó, bộ đầu giải mã thông minh DA9 này. Khi em nhận hàng bên cửa hàng nhà em ấy, chúng ta có thể kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán. Đấy, bên trong thì sẽ bao gồm tất cả những linh kiện như sau để chúng ta ghép lối lấy tín hiệu từ TV xuống, hay là lấy tín hiệu trực tiếp để chúng ta chuyển tín hiệu ra những cái bộ loa chúng ta sở hữu để nghe phòng hát gia đình nó hay hơn, nó tốt hơn, tiếng chất lượng âm thanh ra sắc nét hơn. Ok, thì bao gồm những phụ kiện đi kèm pin để chúng ta ghép nối với điều khiển. Đấy, điều khiển thì anh em có thể là điều chỉnh âm lượng to nhỏ, chuyển cổng các chế độ nhạc hay là giải bass mic chép đầy đủ. Và tiếp theo đó là dây cổng quang để chúng ta ghép nối từ TV xuống. Dây cắm nguồn thì không thể thiếu được. Và bộ đầu giải mã DA9 thì sẽ sử dụng đầu dây cắm nguồn 5V anh em nhé. Tiếp theo đó là đường dây trắng đỏ AV. Đấy, hai dây trắng, hai dây đỏ, hai đầu đây, để chúng ta ghép nối trực tiếp qua đầu giải mã, và có anten Bluetooth để chúng ta ghép nối, bắt Bluetooth để chúng ta chuyển tín hiệu. Anten Bluetooth thì đặt hơi sâu một chút, anh em thông cảm giúp em. Đấy, anten Bluetooth nó đặt sâu quá. Ok. Thôi như vậy là chúng ta hãy biết đây là cái anten Bluetooth nhé, nó đặt hơi sâu một chút, anh em thông cảm. Lấy ra thì nó khó. Và cho các bác và anh em xem. Đây, anten Bluetooth đây. Đấy, lấy ra mãi mới ra các bác ạ. Và tiếp theo là đây là bộ đầu giải mã DA9 Việt KTV. Với cái bộ đầu giải mã này thì thông thường chúng ta sẽ sử dụng lấy tín hiệu từ TV có thông qua đường cổng quang để chúng ta chuyển đổi tín hiệu để ra tiếng loa nó được sắc nét, tiếng nó rõ ràng so với việc sử dụng bộ đầu chuyển đổi thông thường. Và bộ đầu giải mã này thì có giá thành cực kỳ hợp lý anh em ạ. Hàng chính hãng, có đầy đủ tem mác, anh em thấy chưa? Đấy, mặt sau đây, em quay luôn một chút mặt sau các cái đường lấy tín hiệu, bao gồm cổng cắm AUX1, AUX2 này, đường anten Bluetooth, đường cổng quang, đường cổng Quasia hay cổng R, cổng L thông qua đường dây trắng đỏ. Và cái phần cắm nguồn thì chúng ta cắm trực tiếp qua nguồn DC 5V ở mặt sau này nhá. Và mặt trước thì sẽ có bao gồm rất nhiều các cổng chuyển cho các anh em lấy tín hiệu, chuyển cổng, cổng cắm USB, cổng Bluetooth, cổng PT hay gọi là cổng quang, cổng Quasia, cổng AUX1, AUX2. Đường dây cổng cắm USB thì đây chúng ta ghép nối trực tiếp này rồi, và chúng ta chỉ cần chuyển cổng qua nút input ở dưới này thôi. Rất đơn giản và rất dễ sử dụng. Âm lượng tổng của cái DA9 đây, bác và em thấy chưa? Đấy, và dòng sản phẩm này thì có chế độ bảo hành của hãng nên anh em yên tâm, chúng ta nhận hàng được phép kiểm tra. Và bên em thì đang để giá thành cực kỳ tốt. Rất nhiều anh em đã đặt hàng rồi và hy vọng anh em nào đặt hàng được, hãy để lại cái bình luận của bác và anh em về cái dòng sản phẩm DA9 bộ đầu giải mã thông minh đến từ Việt KTV các bác nha. Xin chào các bác.